Ở cuộc thi xe tăng hành tiến Army Games 2021, kíp xe số 1 của đội tuyển xe tăng Quân đội Nhân dân Việt Nam trong lượt đầu thi đấu vòng loại đã xuất sắc bắn hạ được 5 trên 5 mục tiêu, thời gian về đích là 24 phút 58 giây. Trận mở màn thắng lợi đã giải tỏa được tâm lý của các tuyển thủ, làm nức lòng cổ động viên Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Nga. Ngay sau trận đầu thi đấu, đội tuyển xe tăng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã nhanh chóng rút kinh nghiệm, tìm ra nguyên nhân mạnh yếu. Nhiều vấn đề được kíp xe cũng như ban huấn luyện bàn bạc chỉ rõ cần được khắc phục ngay. Toàn đội đã phát huy dân chủ tập thể, mỗi người một ý kiến, nhất là thành viên kíp xe số 1 đã phân tích cặn kẽ từng tình huống, từng lỗi kỹ thuật để kíp xe số 2 bước vào thi đấu đạt kết quả tốt hơn. Chúng tôi đã tổ chức sinh hoạt đội để đánh giá cũng như là các kíp xe các đồng chí tự trao đổi, nhất là kíp xe số 1 các đồng chí thi xong, để đánh giá những cái ưu điểm, cái nhược điểm cũng như là những cái mà lỗi gặp phải trong quá trình thi đấu, hoặc là những cái về cái vấn đề về trục trặc về kỹ thuật, về vũ khí trang bị, và đã cách khắc phục sửa chữa để các kíp xe tiếp theo các đồng chí trên cơ sở đấy là cái bài học kinh nghiệm để các đồng chí kịp thời là xử lý trong quá trình thi đấu. Không nghỉ ngơi, các tuyển thủ chạy đua với thời gian, tích cực chăm sóc những chiến mã để nó thực sự khỏe mạnh. Chỉ sau bữa cơm trưa vài phút, các thành viên đội tuyển lại có mặt trong khu kỹ thuật của thao trường Alabino, bắt tay vào bảo quản, bảo dưỡng, kiểm tra kỹ thuật xe. Bài học trước mỗi trận đấu là không được chủ quan, nên đại tá Phan Hải Long đã yêu cầu các thành viên trong đội phải kiểm tra lại một cách tổng thể, từ động cơ đến từng chi tiết máy, rồi chạy thử, phải chăm sóc xe thật tốt. Tất cả đều hối hả vào cuộc, quên đi thời gian nắng gió trên thao trường. Đến thời điểm hiện nay thì toàn bộ hệ thống vũ khí trang bị chúng tôi đã chuẩn bị khá là kỹ lưỡng và công phu. Tình trạng vũ khí trang bị là tương đối tốt. Về tinh thần của bộ đội thì anh em rất là phấn chấn, muốn quyết tâm lập lên một cái kỳ tích nữa trong của kíp số 2. Phấn chấn, tự tin với quyết tâm lập nên một kỳ tích mới, các tuyển thủ của đội tuyển xe tăng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã sẵn sàng bước vào trận đấu thứ hai. Chúng ta tiếp tục chờ đợi những cuộc đua tốc độ, những phát bắn trúng mục tiêu, tiếp tục thể hiện bản lĩnh bộ đội xe tăng Việt Nam trên đấu trường quốc tế.